Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Mậu Thìn là những người rất hiền lành, tài giỏi và khiêm tốn. Họ sẵn sàng lắng nghe đánh giá, nhận xét của người khác về mình, không bao giờ bảo thủ, cố chấp. Nếu làm sai, họ sẽ nhận lỗi và cố gắng khắc phục thiếu sót của mình. Với tính cách hướng ngoại, họ thích giao tiếp, mở rộng mối quan hệ của mình. Khi làm việc, họ có nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo, khiến người khác bất ngờ, thán phục. Tuổi Mậu Thìn được mọi người yêu quý bởi sự nhiệt tình, lòng tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Những người tuổi Mậu Thìn thường rất ham học hỏi, thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ biết kết hợp hài hòa những kiến thức mà mình học được vào trong cuộc sống đời thường. Điều đó khiến cuộc sống của tuổi Mậu Thìn luôn nhộn nhịp, thú vị. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Mậu Thìn sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đây sẽ là phần tổng quan tử vi của gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng, luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Tính cách của người tuổi Mậu Thìn 1988, mệnh Đại Lâm Mộc, có phần hướng nội, trầm tĩnh ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Những người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi. Có như vậy, họ mới thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người chinh phục, mẫu dương thủ, cặp ất âm mộc nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia vào các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng vận trình của gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng này không được thực sự tốt. Áp lực từ những công việc khiến gia chủ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu không có chế độ sinh hoạt hợp lý, sức khỏe của gia chủ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hiện tại và sau này. Công việc không ổn định dẫn đến tình hình tài chính cũng khá ảm đạm. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Mậu Thìn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tình trạng thiếu trước, hụt sau, khi có công việc cần đến tiền lại không có. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Mậu Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Ngày xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người vận tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú,
xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Thìn. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với những người đang đi làm, sự mệt mỏi, chán chường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của gia chủ không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của gia chủ như dã tràng xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu gia chủ muốn nhảy việc trong tháng thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt, gia chủ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận và dẫn đến quyết định sai lầm, nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, người tuổi Mậu Thìn trong tháng 6 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Gia chủ biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Mậu Thìn lại chưa biết linh hoạt để có thể giải tỏa bớt áp lực cho mình. Quý gia chủ chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó có thể đạt được hiệu quả cao. Đặc biệt trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh, vòng sẽ giúp hóa giải các vận hạn, xua đuổi những hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc đến cho gia chủ. Đặc biệt vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ tương trợ gia chủ tuổi Mậu Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Đối với gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, vận trình tình cảm không được tốt cho lắm. Nam mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương, mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Nữ mệnh tuổi Mậu Thìn là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của gia chủ sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên gia chủ không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Tử vi gia chủ tuổi Mậu Thìn từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Mọi người thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đặc biệt, để có thể kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Mậu Thìn còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của gia chủ tuổi Mậu Thìn khá ổn định. Gia chủ có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp.
thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước, nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Nhưng gia chủ tuổi Mậu Thìn không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Gia chủ nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp gia chủ không những thành công mà còn có thể hưởng thụ được trọn vẹn thành quả của bản thân mình sau những năm tháng vất vả lao động. Bản mệnh nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Mệnh chủ tuổi Mậu Thìn 1988, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh hoặc vòng minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Mậu Thìn. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Mậu Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm, xa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, khởi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 6 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 6, từ ngày 13 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, nhâm tuất, nạp âm, đại hại thủy. Thứ hai ngày âm lịch 16 tháng 6, từ ngày 25 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, giáp tuất, nạp âm, sơn đầu hỏa. Thứ ba ngày âm lịch 28 tháng 6, từ ngày 6 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bình tuất, nạp âm, ốc thượng thổ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Mậu Thìn tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức ngày 12 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Quý Dậu, nạp âm, kiếm phong kim. Thứ hai ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức ngày 12 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, giáp ngọ. Thứ hai ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức ngày 12 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Tân Dậu. Thứ ba ngày âm lịch 15 tháng 6, tức ngày 24 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Quý Dậu, nạp âm, kiếm phong kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bản mệnh hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.